tiết học âm nhạc ngày hôm nay. Tiết 23. Học bài hát khúc ca bốn mùa. Nhạc và lời Nguyễn Hải. Trước tiên cô xin mời cả lớp cùng tìm hiểu về nhạc sĩ Nguyễn Hải. Tên thật là Nguyễn Văn Hải. Ông sinh năm 1958 và quê quán ở Quảng Bình. Ông cũng có những sáng tác nổi tiếng như là bài hát Từng hạt mưa ru, Suối nguồn yêu thương hay là Lời ru của phố vân vân. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đó là bài hát Khúc ca bốn mùa của nhạc sĩ Nguyễn Hải, viết dành cho các bạn thiếu nhi nha các bạn. Nhìn vào bài hát này, chúng ta thấy bài hát được viết ở nhịp 3/8. Vậy thì khi trình bày bài hát này, chúng ta sẽ trình bày một cách nhẹ nhàng và chậm rãi nha các bạn. Vậy thì ở bài hát này cũng có một số những ký hiệu quan trọng mà chúng ta cần phải để ý. Đầu tiên đó là dấu luyến. Đây là ký hiệu dùng để nối các câu độ khác nhau. Và ký hiệu tiếp theo đó chính là dấu nối. Đây là ký hiệu dùng để nối các câu độ bằng nhau. Đến với phần tìm hiểu về bài hát Khúc ca bốn mùa, chúng ta thấy bài hát viết ở nhịp 3/8. Và tất cả những ký hiệu có mặt trong bài hát này đó là dấu luyến, dấu nối, dấu hóa đồ khóa, cụ thể ở đây đó là dấu thăng và dấu lặng đơn. Bài hát này chia làm hai đoạn lớn, đoạn thứ nhất từ hạt nắng cho tới thêm xanh, đoạn 2 từ khi trời đổ nắng cho tới sinh sôi. Và ngoài ra trong bài này còn có nhịp lấy đà mà chúng ta đã được học ở các tiết trước rồi. Nội dung của bài hát mô tả cảnh bốn mùa với nắng và mưa gắn bó với cuộc sống của mỗi người. Và nhạc sĩ Nguyễn Hải đã hình tượng cái hình ảnh nắng và mưa thành hạt nắng và hạt mưa để gần gũi hơn với các bạn học sinh. Và qua bài hát này, nhạc sĩ cũng mong muốn là mọi người sẽ sống hòa hợp và thân thiện với thiên nhiên và cũng có ý thức trong việc bảo vệ môi trường xung quanh ta. Bây giờ cô xin mời cả lớp cùng nghe phần giai điệu bài hát có lời. Chúng ta cần chú ý những cái dấu luyến và ngân thật dài ở chỗ những dấu nối như là chữ thêm xanh và sinh sôi, chúng ta sẽ cố gắng ngân thật dài nha các bạn. Bây giờ cô xin mời cả lớp hát với phần nhạc không có phần lời.
Bài tập về nhà dành cho cả lớp chúng ta đó là hãy tập hát và học thuộc lời, và có thể tập trình bày bài hát khúc ca bốn mùa. Mong rằng các bạn sẽ dành thời gian để tập hát bài hát này. Cảm ơn cả lớp đã tham gia tiết học của cô.